tương tự. Do đội lân của đoàn lân sư rồng của quan đế miếu thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đi múa biểu diễn trong những ngày Tết năm Nhâm Dần 2022 tại thị xã Tân Châu, An Giang. Khi được trở lại hoạt động bình thường mới, khi đã đạt được cấp độ 1 vùng xanh trong phòng chống dịch Covid, đại dịch Covid-19. Mời các bạn tiếp tục cùng xem vui vẻ nhé.
Hãy subscribe.